dâng lên niềm vui hôm nay. Ngày đất trời mơ hội giao duyên, ngày Chúa Thánh Linh thương tình ngự đến. Con xin dâng lên niềm vui hôm nay, ngày đất trời mơ hội giao duyên, ngày Chúa Thánh Linh ban phúc lâu bền. Đoàn con hôm nay vui mừng, được Chúa Thánh Thần ngự đến. Ngày đến thánh hoa hồn con, ngày đến nơi mời đời con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Anh chị em rất thân mến, chiều nay là chiều thứ bảy trong tuần Cửu Nhật, mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, và cũng là ngày chiều ngày lễ vọng mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, cũng là ngày thứ bảy cuối cùng trong tháng dâng hoa kính Đức Mẹ tháng năm. Cộng đoàn giáo miền và giáo xứ chúng ta cùng quy tụ về khuôn viên thánh đường của giáo họ Thánh Vinh Sơn cùng với giáo miền một, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa, mừng kính Mẹ Maria, dâng tấm lòng của chúng ta qua việc chúng ta rước kiệu Đức Mẹ, qua việc chúng ta đồng tiến hoa dâng lên Mẹ Maria. Nhờ Mẹ chuyển cầu, xin Mẹ dâng những tấm lòng con thảo của chúng ta lên trước tòa Chúa, để xin Chúa ban ơn Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn giúp chúng ta bước đi trong đường lối và thánh ý của Thiên Chúa, để đạt được vinh quang mà Chúa hứa ban cho chúng ta trong Đức Giêsu Kitô, và nhờ sự chuyển cầu của Mẹ Maria, Mẹ của tất cả chúng ta. Cùng với giáo miền một, chúng ta dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, cầu xin ơn bình an, cầu nguyện cho các thành viên đã qua đời, cũng như cầu nguyện cho cộng đoàn giáo miền và giáo xứ chúng ta được hiệp nhất yêu thương nhau. Chúng ta cũng xin cầu nguyện cho tất cả những ân thân nhân và mọi người đã đang ở giúp đỡ cho chúng ta cách đặc biệt trong dịp lễ chiều nay được cử hành cũng như được tổ chức cách tốt đẹp. Xin tạ ơn Thiên Chúa ban cho chúng ta thời tiết thuận hòa đẹp đẽ để chúng ta có cơ hội dâng hoa kiệu Đức Mẹ cũng như dâng thánh lễ ở ngoài trời như thế này được bình an và được tốt đẹp. Với tất cả những tâm tình và ý nguyện ấy, anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an rơi đến cho người thiện tâm. Chúa con là người Chúa, chúng con chúc tụng Chúa. Trần gian xin nhắm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên yêu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa. Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muôn chúng con dành trọn 50 ngày để cử hành mầu nhiệm vượt qua. Xin tuân đồ ơn Chúa Thánh Thần để các dân tộc trên thế giới tuy ngôn ngữ bất đồng được hiệp nhất cùng nhau mà tuyên xưng danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách sáng thế. Thuở ấy, mọi người đều nói một thứ tiếng và dùng một từ như nhau. Nào, ta xuống và làm cho tiếng nói của chúng phải xáo trộn, khiến chúng không ai hiểu ai nữa. Thế là Đức Chúa phân tán họ từ chỗ đó ra khắp nơi trên mặt đất. Và họ phải thôi không xây thành phố nữa. Bởi vậy người ta đặt tên cho thành ấy là Ba-ben, vì tại đó Đức Chúa làm xáo trộn tiếng nói của mọi người trên mặt đất. Và cũng từ chỗ đó Đức Chúa đã phân tán họ trên khắp mặt đất. Đó là lời Chúa. Lạy
Thiên Chúa, công trình của Ngài qua thiên biến vô vàn, có ai nào xiên kế? Chúa hoàn toàn thực khôn ngoan thánh thiền, địa cầu đầy dẫy muôn vàn ánh hào quang. Lạy Chúa, xin sai thánh thần tới để cánh tân đổi mới màn đất này. Kìa muôn thu ngước nhìn lên Ngài, đời mong bớt nó lòng nơi tay Ngài thương ban. Chúng vội vàng lộng ngay khi Chúa tặng, Ngài mà mở tay ân huệ Chúa đầy dư. Làn sinh khi Chúa mà lấy lại, là chúng tắt hơi liền, sẽ trở về cát bụi. Chính Ngài đã tặng ban sinh khí này, mọi loài dựng nên luôn làm Chúa hỷ hoan. Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, chúng ta biết rằng cho đến bây giờ, muôn loài thọ tạo cùng rên xiết và quần quại như sắp sinh nở. Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cùng rên xiết trong lòng. Chúng ta đã lãnh nhận thần khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa. Quả thế, chúng ta đã được cứu độ, nhưng vẫn còn phải trông mong. Thấy được điều mình trông mong thì không còn phải là trông mong nữa, vì ai lại trông mong điều mình đã thấy rồi? Nhưng nếu chúng ta trông mong điều mình chưa thấy thì đó là chúng ta bền chí đợi chờ. Hơn nữa, lại có thần khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải. Nhưng chính thần khí cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng những tiếng rên xiết khôn tả. Và Thiên Chúa, đấng thấu suốt tâm can, biết thần khí muốn nói gì, vì thần khí cầu thay nguyện giúp cho dân theo đúng ý Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Alleluia, 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 Alleluia,
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Hôm ấy là ngày bế mạc tuần lễ lều và là ngày long trọng nhất. Đức Giêsu đứng trong đền thờ và lớn tiếng nói rằng: Ai khát, hãy đến với tôi. Ai tin vào tôi, hãy đến mà uống. Như Kinh Thánh đã nói, từ lòng người sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống. Đức Giêsu muốn nói về thần khí mà những kẻ tin vào người sẽ lãnh nhận. Thật thế, bấy giờ họ chưa nhận được thần khí vì Đức Giêsu chưa được tôn vinh. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta dâng hoa giáo miền một, chúng ta vào chiều thứ bảy lễ vọng Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chúng ta suy nghĩ một chút về ơn gọi và sứ vụ của mẹ Maria trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Chúng ta tuyên xưng mẹ Maria với bốn đặc ân là ơn vô nhiễm nguyên tội, ơn đồng trinh trọn đời, ơn làm mẹ Thiên Chúa và ơn lên trời cả hồn lẫn sắc. Tất cả những ơn đấy gọi là đặc ân, những ơn trọng đại mà Thiên Chúa ban cho mẹ qua tác động của Chúa Thánh Thần. Trong Thánh Kinh thì không có nói đến cái đặc ân vô nhiễm nguyên tội, nhưng mà nói đến lời chào của sứ thần Gabriel đối với mẹ Maria: kính chào bà đầy ơn phúc. Mẹ đầy ơn phúc, mẹ đầy ân nghĩa của Thiên Chúa, ân sủng của Thiên Chúa. Thành ra thì không có vương vấn bận nhơ của tội lỗi nơi con người, cuộc đời của mẹ Maria. Rồi khi mà mẹ lãnh nhận sứ vụ mà Thiên Chúa trao phó, được làm mẹ của con Thiên Chúa, thì Thiên Thần đến nói với Đức Mẹ: Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ phủ bóng trên bà. Vì thế bà sẽ sinh một con trai và người ta gọi tên con trẻ là Emmanuel, có nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Mẹ được Chúa Thánh Thần phủ bóng, che phủ cuộc đời của mẹ bằng ân huệ của Ngài, và ân huệ của Thánh Thần tác động nơi tâm lòng của mẹ Maria, hài nhi Giêsu, để mẹ là mẹ của Thiên Chúa và là mẹ của cả loài người chúng ta. Và khi kết thúc hành trình trần gian, giáo hội tuyên xưng mẹ Maria được rước lên trời cả hồn lẫn xác, nhớ ơn của Chúa Thánh Thần. Cái lễ Đức Mẹ lên trời ngày 15 tháng 8, quan thầy của giáo họ Đức Bà chúng ta đấy. Mà cái lễ Chúa Giêsu lên trời chúng ta vừa mừng vào Chúa Nhật vừa rồi, khác nhau ở cái điểm đó là Chúa Giêsu tự mình cất lên trời, Ngài lên trời với quyền năng của Ngài. Còn mẹ Maria của chúng ta thì được Chúa đưa về trời, được Chúa rước lên trời, được Chúa cho lên trời. Vì vậy cần phải có ân sủng, ân huệ của Thiên Chúa. Ơn của Chúa Thánh Thần là ơn thánh hóa, thánh hóa toàn thể nhân loại, ơn làm cho chúng ta trở nên con Thiên Chúa, ơn làm cho chúng ta trở thành Kitô hữu, ơn làm cho chúng ta sống xứng đáng là môn đệ của Chúa Kitô, biết thân thưa lên với Chúa Cha: Abba, Cha ơi. Bởi vì Thánh Thần cầu thay nguyện giúp cho chúng ta, dạy cho chúng ta biết cầu nguyện, dạy chúng ta biết đến với Chúa Giêsu. Như lời Thánh Phaolô nói:
không ai có thể tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa mà không bởi Thánh Thần. Vì vậy cũng như mẹ Maria, chúng ta cậy dựa vào ân huệ của Thánh Thần. Thánh Thần đã ngự xuống trong tâm hồn chúng ta qua bí tích rửa tội, qua bí tích thêm sức, và Thánh Thần vẫn còn tiếp tục tác động nơi tâm hồn chúng ta, hoạt động nơi tấm lòng mỗi người chúng ta qua lương tâm mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, biết làm điều lành, biết xa tránh điều dữ. Hôm nay chúng ta cũng được mời gọi chiêm ngắm mẹ Maria cùng với các môn đệ trong nhà tiệc ly, mẹ cầu nguyện để đón chờ ơn Chúa Thánh Thần ngự xuống. Và ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống được gọi là ngày lễ khai sinh của Hội Thánh, được ngày cái ngày mà Hội Thánh bắt đầu mở cửa tung ra thế giới loan báo tin mừng của Đức Giêsu Kitô phục sinh. Muốn như thế cần có sự đồng hành của mẹ Maria. Mẹ đã đồng hành với các môn đệ của Đức Giêsu Kitô con mẹ không chỉ trong nhà tiệc ly, mà như lời kinh tiền tụng về lễ Đức Mẹ là mẹ Hội Thánh ấy. Khi được rước lên trời, mẹ vẫn đưa mắt dõi nhìn đoàn con dưới thế và ra tay nâng đỡ phù trì. Mẹ Maria được đầy ân sủng của Thánh Thần, và mẹ ban tiếp tục ban ơn ấy, chuyển cầu ơn của Chúa Thánh Thần xuống trên cuộc đời của mỗi người chúng ta. Đến lượt chúng ta cũng được mời gọi hãy mở lòng đón nhận ân sủng của Chúa Thánh Thần, không phải chỉ nơi các em như nơi giáo sư chúng ta đang dọn mình để chuẩn bị lãnh bí tích thêm sức mà thôi, nhưng mà ân huệ của Chúa Thánh Thần vẫn tiếp tục đổ tràn xuống cuộc đời của chúng ta, cộng đoàn của chúng ta, cả Hội Thánh của Thiên Chúa, qua việc canh tân đời sống, qua việc chúng ta sống theo lời Chúa, theo giới răn của Chúa. Đó cũng là lời mời gọi của mẹ Maria trong thời đại của chúng ta, khi mẹ Maria hiện ra ở Fatima kêu gọi chúng ta ăn năn đền tội, canh tân đời sống, tôn sùng mẫu tâm, siêng năng lần hạt mân côi. Việc chúng ta làm hôm nay cũng là một phần nào đáp lại tiếng mời gọi của Đức Mẹ, thể hiện lòng chúng ta yêu mến đối với Đức Mẹ qua những bông hoa, qua những ngọn nến, qua những vũ điệu, qua lời ca tiếng hát, qua việc chúng ta hy sinh hạ mình, qua việc chúng ta cộng tác sống hiệp thông hiệp nhất với nhau để đồng tiến hoa đấy, cũng phải có cái những sự hy sinh tập tành rồi thì nhìn nhận, nhường nhịn, chia sẻ với nhau thì mới có thể đồng dâng lên Đức Mẹ những cái bản hoa tươi đẹp như vậy được. Đó cũng là hình ảnh của công đoàn giáo họ, giáo miền, giáo xứ chúng ta, khi chúng ta muốn nỗ lực dâng lên Thiên Chúa tấm lòng của chúng ta cùng chung với những người khác, cùng chung với cộng đoàn qua bàn tay yêu thương của mẹ Maria thì mới đẹp. Không những là đẹp lòng Chúa, đẹp lòng Đức Mẹ, mà ngay cả vừa lòng mọi người trong cộng đoàn nữa. Xin mẹ Maria chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta, chúc lành cho chúng ta, và không phải những công việc chúng ta làm vì lòng yêu mến Đức Mẹ chỉ rằng dừng lại ở trong tháng hoa, đã đi vào chặng đường cuối cùng, nhưng mà trong cả cuộc đời của chúng ta, để mỗi việc chúng ta làm, cả đời chúng ta sống là một bông hoa, làm nên một vườn hoa của Hội Thánh dâng lên cho Thiên Chúa qua bàn tay yêu thương của mẹ Maria, mẹ chúng ta. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật,
được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta, chúng ta người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người. Người chịu đóng đanh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Siêu Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai tăng. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, ngờ lên trời, ngờ bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa. Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Đã dùng các tiên tri mà phán dạy, tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiện Ân Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa đề tha tội tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, Chúa Thánh Thần là Đấng Thánh Hóa gìn giữ và canh tân Hội Thánh, cùng với Công đoàn Giáo miền một trong ngày đồng tiến hoa dâng kính Đức Mẹ hôm nay, chúng ta cùng dâng lời tạ ơn Chúa và thiết tha cầu nguyện. Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần, chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các vị mục tử trong Hội Thánh được đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần, để các ngài nhiệt thành thi hành sứ mạng Chúa đã trao phó. Chúa Thánh Thần là Đấng canh tân bộ mặt trái đất, chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo trên thế giới biết công tác với nhau để bảo vệ thiên nhiên, xây dựng hòa bình và mưu cầu lợi ích cho mọi người. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa Thánh Thần là Thầy dạy cầu nguyện, chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mỗi thành phần trong Hội Thánh luôn biết tin tưởng vào sự quan phòng và hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, như Mẹ Maria và các thánh tông đồ năm xưa. Trong ngày giáo miền một dâng hoa kính Đức Mẹ hôm nay, chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mỗi người trong giáo xứ, cách riêng là cộng đoàn giáo miền một, được dồi dào ơn Chúa Thánh Thần để đời sống trổ sinh hoa trái thánh thiện và góp phần xây dựng sự hiệp nhất của cộng đoàn. Lạy Chúa, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện mà giúp chúng con biết noi gương Mẹ Maria, mở lòng đón nhận ân sủng Chúa Thánh Thần xuống trên cuộc đời chúng con, giúp chúng con can đảm ra đi loan báo tin mừng Chúa phục sinh cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Làm lễ tình thương đây
xin tiến dâng lên cha trầm hương ngút khói thơm ngạt ngào dạt dào tình quê hương nơi núi rừng xa tít ngàn phương muôn yêu thương góp thành lời ca kinh tiên xin cha thương đói nhân lễ con dâng lễ vật tri ân con dâng lễ vật tri ân chị em ấy cầu nguyện đấy lời của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận nghi lễ với tay cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh. Lạy Chúa, xin cử thánh thần đến thanh hoa những của lễ chúng con dâng và nhờ những của lễ này xin cho giáo hội sống trong tình yêu mến hầu trở nên dấu hiệu cho muôn dân nhận biết ơn cứu độ của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con để hoàn thành mầu nhiệm vượt qua hôm nay cho rộng ban Chúa Thánh Thần cho những người đã được Cha nhận làm nghĩa tử nhờ kết hợp với con một Cha. Chính trong ngày khai sinh hội thánh, Chúa Thánh Thần đã làm cho hết thảy chư dân nhận biết Thiên Chúa và liên kết mọi ngôn ngữ khác biệt lại để họ tuyên xưng cùng một đức tin. Vì thế, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu lòng tràn ngập niềm vui ngày Chúa sông lại đều mừng rỡ hân hoan. Đồng thời, cả triều thần thiên quốc hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiển và không ngừng tung hô rằng... Lạy Cha rất nhân từ, nhờ Đức Giêsu Kitô con Cha Chúa chúng con khẩn khoản này xin Cha thương nhận và ban phúc cho những của lễ hiến dâng, của lễ thượng tiến, của lễ hy sinh tinh tuyển và thánh thiện này. Chúng con dâng lên Cha để cầu cách riêng cho hội thánh của Cha. Xin Cha thương ban bình an, giữ gìn hợp nhất và cai quản hội thánh công giáo khắp hoàn cầu. Đồng thời cầu cho tôi tớ của Cha là Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Đức Giám Mục Tôma giáo phận chúng con và mọi đấng trung thành gìn giữ đức tin công giáo và tông truyền. Lạy Chúa, xin nhớ đến mọi người dân của giáo xứ Kiên Lao, cách đặc biệt giáo miền một chúng con là tôi tớ của Chúa và mọi người đang sum họp nơi đây mà Chúa biết rõ lòng tin kính và sùng mộ, chúng con dâng thay hoặc chính họ dâng lên Chúa hy lễ ca tụng này cầu cho mình và cho mọi người thân thuộc
hầu linh hồn được cứu chuộc, thân xác được an lành mạnh khỏe như lòng hằng mong ước. Như vậy họ được tôn vinh Chúa là Thiên Chúa thật hằng hữu và hằng sống. Hiệp cùng hội thánh, chúng con mừng ngày cực thánh này là ngày Chúa Thánh Thần lấy hình lưỡi lửa hiện xuống trên các tông đồ, và chúng con kính nhớ trước hết Đức Maria vinh hiển trọn đời đồng trinh, mẹ của Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, sau là Thánh cả Giuse bạn Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và tử đạo, Thánh Phêrô và Phaolô, Andrê, Giacôbê, Gioan, Tôma, Giacôbê, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Simon và Tadeo, Lino, Clete, Cleto, Clemente, Sisto, Coclenio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Gioan và Phaolô, Cosma và Damiano cùng toàn thể các thánh, vì công nghiệp và lời cầu khẩn của các ngài, xin Chúa phù hộ chúng con trong mọi sự. Vì vậy, lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận lễ vật của chúng con là tôi tới Chúa và toàn thể gia đình Chúa, xin an bài cho đời chúng con được sống trong bình an của Chúa, cứu chúng con thoát khỏi án phạt đời đời và nhận chúng con vào đoàn những người Chúa chọn. Lạy Chúa, xin ban phúc chấp nhận chuẩn y làm cho những lễ vật này được hoàn hảo và đẹp lòng Chúa, hầu trở nên cho chúng con mình và máu con chi ai của Chúa là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Hôm trước ngày chiêu khổ hình, người cầm bánh trong tay thanh thiên kha kinh, ngước mắt lên trời hướng về Chúa là Cha toàn năng của người. Tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm chén quý trọng này trong tay thanh thiên kha kinh cùng tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm Đức Hước Tiên. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu trên và tuyên dâng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con là tôi tớ Chúa và toàn thể dân thánh Chúa kính nhớ cuộc khổ hình hồng phúc, sự sống lại từ cõi chết và lên trời vinh hiển của Đức Kitô con Chúa. Chúa chúng con, chúng con lựa chọn trong những của Chúa đã ban mà dâng lên trước tôn nhan uy linh Chúa lễ vật thánh khiết, lễ vật thánh thiên, lễ vật tinh tuyền, bánh thánh ban sự sống vinh cứu và chén cứu độ muôn đời. Xin Chúa ghé bắt nhân từ và khoan hậu nhìn đến những lễ vật này và thương nhận như đã nhận lễ vật của Aben tôi chung của Chúa, hy lễ của Abraham tổ phụ chúng con, hy lễ thanh thiên và lễ vật tinh tuyền của Men-ki-xê-đê thượng tế của Chúa. Lạy Chúa toàn năng, chúng con này xin Chúa sai sứ thần dâng lễ vật này lên bàn thờ cao sang trước tôn nhan uy linh Chúa, để hết thầy khi tham dự bàn tiệc này là rước mình và máu cực thanh con Chúa, chúng con được tràn đầy ân phúc bởi trời. Lạy Chúa, xin cùng nhớ đến các tôi tớ Chúa là những bậc tiền nhân ân thân nhân của giáo xứ giáo miền chúng con, đã được ghi dấu đức tin, đã ra đi trước chúng con và đang nghỉ giấc bình an. Lạy Chúa, chúng con xin Chúa thương ban cho các tín hữu ấy và tất cả mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã an nghỉ trong Đức Kitô, được vào nơi hạnh phúc sang lắng và bình an. Xin cùng cho chúng con là tôi tớ tội lỗi đang hy vọng vào lượng từ bi hải hà của Chúa, được thông phần với công đoàn các thánh tông đồ và các thánh tử đạo, Thánh Gioan, Tê-phan-ô, Ma-thi-a, Bác-na-ba, Ignacio, Alexandro,
Marcelino Ferro, Felicita Perpetua Agata Lucia Anne Cecilia Athanasia và toàn thể các thánh. Xin Chúa đừng xét theo công nghiệp chúng con, nhưng rộng lòng tha thứ mà cho chúng con được đồng phận với các ngài. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, lạy Chúa, nhờ người Chúa hằng sáng tạo, Thánh Hoa ban sinh lực, giáng phúc và phân phát cho chúng con tất cả những lễ vật này. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cam dỗ, cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đầy niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin mình. Chảy vào đời con, vào giáo hội,
vào thế giới để rửa sạch bao vết nhơ, làm tươi mới cuộc đời để mầm sông vươn dậy ngàn nơi. Lạy Chúa, như xưa Chúa đã ban cho các tông đồ Chúa những ơn kỳ diệu của Thánh Thần, giờ đây nhờ thần lương chúng con vừa lanh nhân, xin cho lòng chúng con cùng cháy lửa yêu mến của Thánh Thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa là Cha sự sang đấng đã thương ban Thánh Thần bảo trợ để soi sáng lòng chi các môn đệ. Xin ban cho anh chị em được hưởng phúc lành của Ngài và luôn được tràn đầy ân huệ của cùng một Thánh Thần. Xin cho ngọn lửa đã xuất hiện cách lạ lùng trên các môn đệ tẩy sạch tâm hồn anh chị em khỏi mọi sự dữ và làm cho tâm hồn anh chị em được tràn đầy ánh sáng của ngọn lửa ấy. Xin đấng đã đoái thương kết hợp nhiều ngôn ngữ khác nhau để tuyên xưng một đức tin duy nhất, làm cho anh chị em được kiên vững trong cùng một đức tin. Và nhờ đức tin ấy, xin Ngài ban cho anh chị em đi từ cảnh trong đời đến chỗ được nhìn thấy Chúa nhãn tiền. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Mời cộng đoàn an tọa. Cùng với giáo miền 1, cái đặc biệt là cộng đoàn Giáo họ Thánh Vinh Sơn, chúng tôi cảm ơn tất cả mọi người anh chị em chúng ta đã đến hôm nay đến khuôn viên cộng đoàn giáo họ. Cùng với giáo miền 1, chúng ta đồng tiến dâng hoa kính Đức Mẹ. Xin chúc mừng giáo miền 1 hôm nay cũng như là chiều mai chúng ta sẽ dâng hoa đồng tiến hoa thương kính Đức Mẹ và phục vụ trong ngày đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Xin cảm ơn các hội hoa cũng như những người phục vụ trong đoàn rước cũng như là trong thánh lễ cuộc dâng hoa. Xin chúc mừng giáo miền 1 và xin cảm ơn tất cả mọi người phục vụ bằng một tràng pháo tay. Trọng kính Cha Giuse quản hạt chánh xứ, kính thưa thầy phó tế, hai quý dòng, quý hội đồng mục vụ đương nhiệm và tân nhiệm mới của giáo xứ, quý hội đồng mục vụ các giáo họ, giáo khu, quý hội đoàn cầu nguyện, quý ban ngành phục vụ cùng quý cộng đoàn hiện diện. Con xin được đại diện và thay lời cho quý chức và cộng đoàn trong giáo miền 1, xin được bày tỏ tâm tình cảm tạ và tri ân. Trước hết, chúng con xin dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, chúc tụng ngợi khen mẹ Maria, vì mẹ là đấng ban phát mọi ơn Chúa xuống trên cộng đoàn giáo xứ, cách riêng cho giáo miền 1 chúng con. Tháng năm mẹ về, hòa chung niềm vui cùng cả giáo hội Hoàn Vũ, dâng hoa mừng kính Đức Mẹ. Được sự hướng dẫn của Cha Giuse quản hạt chánh xứ và sự phân nhiệm của ban giám chương xứ, cộng đoàn giáo miền 1 nói chung và cộng đoàn giáo họ Thánh Vinh Sơn nói riêng, hân hoan tổ chức đồng tiến hoa dâng hoa kính Đức Mẹ với bầu khí thánh thiêng tràn ngập trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Niềm vui ấy được nhân lên gấp bội với sự hiện diện của Cha Chánh Xứ, quý thầy phó tế, hai quý dòng, quý hội đồng mục vụ đương nhiệm và tân nhiệm mới của giáo xứ, quý hội đồng mục vụ các giáo họ, giáo khu, quý hội đoàn cầu nguyện cùng quý cộng đoàn đã về với giáo miền chúng con. Rước kiệu Đức Mẹ đồng tiến hoa, quý cha đã cử hành thánh lễ tạ ơn Chúa, mừng kính ngôi ba Thiên Chúa và mừng kính Đức Mẹ và cầu nguyện cho giáo xứ, cách riêng cho giáo miền 1 chúng con. Sự hiện diện của Cha Chánh Xứ, thầy phó tế, quý dì, quý chức và quý cộng đoàn là niềm động viên khích lệ cho cộng đoàn giáo miền chúng con luôn biết hăng say học hỏi lời Chúa, thăng tiến về đời sống đức tin, hiệp hành cùng giáo hội Chúa nơi địa phương. Lạy mẹ Maria, mẹ là nữ vương ban sự bình an, xin mẹ thương nhận lấy những đóa hoa lòng chúng con dâng lên kính mẹ. Xin mẹ cầu bầu trước tòa Chúa xuống muôn ơn lành, nhất là ơn Chúa Thánh Thần xuống trên cha xứ. Quý thầy phó tế, quý dì, quý chức cùng quý cộng đoàn luôn được bình an trong vòng tay yêu thương của mẹ. Cộng đoàn chúng con cảm tạ và tri ân. Chúng tôi xin được cảm ơn hội chống giáo xứ, ban truyền thông, nhạc đoàn giáo họ Đức Bà, ban coi xe trật tự, ban thừa tác lễ sinh cùng các ban ngành phục vụ trong giáo xứ đã nhiệt thành phục vụ trong cuộc rước và phục vụ thánh lễ.
Xin cảm ơn ca đoàn hát hoa, hội hoa của các giáo miền, hội hoa của các hội đoàn đã đồng tiến hoa dâng kính Đức Mẹ đầy trang nghiêm và sốt sắng nơi thánh đường giáo họ Thánh Vinh Sơn chúng con. Xin cảm ơn ca đoàn giáo họ, ban âm thanh điện máy, ban lễ sinh phòng thánh đã luôn đồng hành và phục vụ trong thánh lễ hôm nay. Trọng kính cha xứ, kính thưa cộng đoàn, một lần nữa xin nhận lời cảm tạ từ tấm lòng chúng con. Nguyện xin Thánh Vinh Sơn, Mẹ Maria cầu bầu trước tòa Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho cha xứ cùng quý cộng đoàn. Giờ đây chúng con xin được gửi trọn tình cảm ấy trong những đóa hoa tươi thắm kính dâng lên cha xứ, mong cha xứ vui đón nhận. Cộng đoàn chúng con đồng kính dâng. Kính mời cộng đoàn đứng. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Alleluia, alleluia.